Những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần truyền tải sâu sắc thông điệp mang đậm ý nghĩa nhân văn, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Anh Bùi Văn Chưng, bí thư đoàn xã Thạch Yên, là một trong số ít những người trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã từng có 13 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Không những vậy, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tại địa phương và người thân tham gia hiến máu tình nguyện. Với vai trò tuổi trẻ cũng như là vai trò là người thủ lĩnh của đoàn thanh niên, qua cái sự tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội thì đoàn xã Thạch Yên cũng đã nhận thức được rằng hiến máu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cao cả ý nghĩa. Do vậy đoàn viên thanh niên của đoàn xã Thạch Yên là luôn luôn tâm niệm điều đó và tham gia hiến máu rất là nhiệt tình, và có nhiều bạn trẻ cũng là cái tấm gương hiến máu trong cái thời gian vừa qua. Là một công chức nhà nước, anh Vũ Tuấn Hùng cũng đã 11 lần tham gia hiến máu cứu người. Với anh, mỗi giọt máu cho đi là thêm một lần tình yêu thương được lan tỏa. Sau những lần hiến máu như thế thì tôi có suy nghĩ là một mạng người ở lại. Tôi đã vận động được anh em trong cơ quan và người thân trong gia đình để tham gia hiến máu. Đấy, mỗi lần như thế thì cảm thấy là mình thấy thoải mái hơn rất nhiều, và cũng mà mong là mình có một cái sức khỏe thật là ổn định để còn hiến máu được lâu dài ạ. Cũng với suy nghĩ và tình yêu thương ấy, tuy là một người nông dân bình thường, nhưng chị Phạm Thị Phượng ở xã Tây Phong cũng đã có 10 lần hiến máu. Mỗi lần như vậy là một lần chị góp sức cùng người bệnh vượt qua được sóng gió hiểm nghèo. Khi hiến máu cứu người, điều mong muốn của tôi là cứu được người bệnh. Tôi muốn lan tỏa mà muốn tuyên truyền cho hội viên và người thân tham gia hiến máu. Cách đây chưa lâu, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình này còn chưa được nhiều người hưởng ứng. Nhưng bằng những tấm gương sống trong cộng đồng như anh Chưng, anh Hùng, chị Phượng, đến nay đã có nhiều cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân tại các thôn bản đăng ký tham gia. Từ đây, nguồn máu sống trong cộng đồng liên tục được tăng đều qua các năm. Máu là đối với người bệnh nó là một liều thuốc được sản xuất từ trái tim của những người nhân hậu. Chính vì vậy mà chúng tôi tuyên truyền để cho cán bộ, hội viên cũng như nhân dân được hiểu rằng hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp mà giúp điều trị cũng như là chữa trị cho các người bệnh có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 2012 hiến máu trên hiện có khoảng 160 người. Đến năm 2022 tăng lên gần 900 người. Rất nhiều người tích cực hiến máu rất nhiều lần, từ 10 đến 12 lần. Qua đây cũng mong muốn sẽ lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái trong toàn thể nhân dân huyện Cao Phong. Những tình cảm, tấm lòng nhân ái vì thế mà lan tỏa bền bỉ và len lỏi đến từng bản làng trong huyện Cao Phong. Họ là nguồn máu sống giúp ngành y tế địa phương tăng lượng máu cấp cứu và điều trị, giúp thêm nhiều người vượt qua nguy nan, trở về với cuộc sống. Và tình yêu thương vì thế mà được nhân lên mãi nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này.